Love Wins Dating in the Dark. Sân khấu ảo diệu, hẹn hò trong bóng tối, ánh sáng tan dần theo cảm xúc, bắt nhịp cảm xúc. Lắng nghe trái tim, quyết định đúng đắn. Dating in the Dark, một chương trình truyền hình thực tế về mai mối hẹn hò dành riêng cho các bạn trong cộng đồng LGBT. Tâm di chuyển vào vị trí ngồi. Ngay tại không gian này, hãy cảm nhận những cảm xúc đầu tiên về nhau. Em tên là Nguyễn Hiếu, em đến từ Bình Dương. Anh tên là Minh Tâm, anh đến từ thành phố Thủ Đức. Năm nay em 27 tuổi. Em năm nay 24 tuổi. Công việc của em hiện tại là công nhân. Anh đang làm ở trong spa. Dạ. Em làm ở công ty nào? Em làm ở công ty gỗ ở Tân Nguyên. Là từ Tân Nguyên chạy xuống đây cũng hơi xa ha. Đúng rồi. Em thì ở quê thì ở ngã bảy Hậu Giang, mà em lên Bình Dương lập nghiệp cũng 10 năm rồi. Hậu Giang thì gần anh à. Anh ở Đồng Tháp á. Anh ở Đồng Tháp hả? Ừ. Đồng Tháp thì quê nội em luôn á. Em mời anh. Ok. Cả hai chia sẻ về điểm mạnh điểm yếu của bản thân. Điểm mạnh của anh á, anh có hiểu tâm lý của người khác. Những cái chuyện mà gia đình đồ á, hoặc là việc làm trong gia đình thì anh cũng có thể chia sẻ với các bạn đối phương được hết, chứ không phải là bắt người ta làm không. Về điểm yếu của anh á, là tính anh thì nó hơi nóng chút xíu thôi, nhưng mà mình biết đúng biết sai. Dạ. Đó. Điểm mạnh của em thì thích một người nào biết quan tâm mình, mà thấu hiểu cho nhau á, hiểu về công việc cho nhau, biết chủ động về chuyện tình cảm hơn, biết dành thời gian cho nhau hơn. Còn điểm yếu của em thì hơi nóng tính nè, làm cái việc gì đó mà không xong mà bực bội lắm, làm phải làm cho xong. Hãy nắm tay nhau cho bớt ngại nào. Tay em hơi lạnh nha. Tay anh cũng lạnh kìa. Có run không? Không. Em thì phải hơi, nhưng mà không sao, nắm tay anh rồi bớt run hơn. Bình tĩnh nha. Mẫu người yêu lý tưởng của cả hai. Mẫu người yêu lý tưởng của em là chơi thể thao nè, gym nè, chững chạc nhanh gì nè. Còn anh? Đối với anh thì tính anh nóng, thì anh cần một cái người đó là biết hiểu cho cái tính nóng đó của anh, và anh muốn tìm một người xác định quen là quen lâu dài luôn, chỉ đơn giản vậy thôi. Em thì cũng vậy, không yêu thì thôi, yêu phải đậm. Trước giờ là em trải qua mấy mối tình rồi? Trước giờ em trải qua 2 mối tình. Một mối tình là một anh chạy thẳng cùng quê cùng xóm luôn. Sau này thì em thấy anh ta có vợ có con rồi thì em cũng vui vẻ, anh em bình thường, nhưng em cũng hạn chế, em cũng không có tiếp xúc nhiều. Còn mối tình thứ hai của em, vì thời gian em không cho phép, em đi làm một ngày tới 10 tiếng hả, anh không có gì thời gian dành nhiều người ta nên người ta chán, nên thôi em dừng lại trước. Nè, mối tình đó là em quen bao lâu? Mối tình đó là em quen tầm 5 tháng. Còn mối tình đầu á là em quen 8 năm, nhưng mà chỉ có 2 người hiểu nhau thôi. Em chia tay cái người yêu gần đây nhất là bao lâu rồi? Thật sự mối tình thứ hai tới giờ 3 năm mà em không quen ai á. Đi làm không à, thời gian không có nên sợ kiểu như quen rồi cũng không bao lâu á. Cái thời gian em đi làm là như thế nào? Thời gian em đi làm là từ 7 giờ sáng tới 11 giờ rưỡi trưa nghỉ, tới 1 giờ em vô làm, tới 6 giờ 15 em về, 7 giờ em vô tăng ca, tới 9 giờ em về. Bữa nào tăng ca là tới 9 giờ mới về ha. Dạ. Mà thường hay tăng ca không? Một tuần là tăng ca 6 ngày. Vì thời gian nó cũng không có nhiều để đi chơi được đúng không? Đúng rồi. Thường mà một tuần em có nghỉ được ngày nào? Một tuần thì em nghỉ chủ nhật. Hiện tại là em ở với ai? Hiện tại là em ở với cha với mẹ, và em ở trong chỗ làm em. Còn anh làm về spa bên tim hay là tiểu phẫu? Anh làm bên kiểu như là bên body á. À. Em đã không mau với gia đình chưa? Gia đình em biết, cha mẹ em rất là thoải mái ủng hộ con vậy đó. Là lúc đó là em nói với gia đình hay là gia đình tự biết? Biết là em... biết em từ nhỏ là. Cái lúc mà em quen cho thẳng á, mẹ em có biết không hay là? Biết chứ, cũng cười thôi chứ không nói gì hết nha. Còn anh thì gia đình anh cũng chưa biết. Tặng đây anh come out luôn đó hả? Chắc vậy á. Chương trình này come out á, anh thẳng nói với ba mẹ luôn. Cũng không biết cái lúc đó mà mẹ anh như thế nào, hoặc là gia đình anh như thế nào. Rồi như vậy anh có sợ gia đình anh phản đối không? Không, anh chỉ sợ là mẹ anh buồn thôi. Buồn về cái giới tính của anh á. Dạ. Anh không có thích con gái bình thường. Dạ. Mà anh thích là một con trai. Như em đúng không? Như em đúng không? Mà anh hy vọng là nếu mà mẹ có biết tới cái chương trình này á, mẹ cũng đừng buồn. Dạ. Con luôn sống tốt cho bản thân con và cho những người xung quanh. Mẹ cũng đừng buồn vì con. Nếu mà tham gia chương trình này con có nghiêu thì dẫn về luôn.
Ok. Chứ giờ anh chưa dẫn người yêu nào về nhà đó. Nữ, nam cũng vậy. Nếu như em với anh hợp với nhau và yêu nhau thì anh có dẫn em về không? Có. Tưởng tượng người bên đối diện thế nào? Đối với anh á, cảm nhận đầu tiên là em á thì em rất là đẹp trai, cái nụ cười rất là duyên, cũng trẻ hơn anh. Thì nếu mà cho điểm á thì em 8/10. Ok. Trong đây tối lắm, anh cũng chưa thấy rõ lắm. Đúng rồi. Anh cũng chấm điểm sơ sài gì đó. Rồi còn em như thế nào? Còn em nhận xét về anh rất là phong độ, đẹp trai, gu em luôn đó. Chuẩn gu em luôn đó. Nói chuyện rất là thiện cảm và rất là dễ thương, ngọt. Nếu mà chấm điểm thì em cho mấy điểm? 9/10. Còn một điểm kia là về gì? Một điểm kia thì để chờ vậy ha. Tâm và Hiếu đã vừa trải qua buổi hẹn hò trong bóng tối và bước đầu đã có những ấn tượng tốt về nhau. Liệu rằng cảm xúc có tăng khi họ được nhìn thấy nhau rõ hơn? Chúng ta hãy cùng đến vòng 2 ở mức độ ánh sáng sáng hơn nhé! Ở mức độ ánh sáng này, hai bạn hãy nắm tay và ngồi đối diện để nhìn thấy nhau rõ hơn. Cảm xúc của anh như thế nào? Anh trả lời trước đi. Anh thấy hồi hộp vì em khá là dễ thương, đẹp trai. Còn em thì cũng đỡ rung hơn. Và em thấy anh nhìn rất là chững chạc, rất là hợp với em. Ok, hả? Hãy đi đến bục phía trước để lấy những vật được chuẩn bị trên bàn. Để em lấy chắc. Lấy bánh và rượu thôi nhé. Trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện những thử thách được đưa ra. Nếu không làm thì sẽ bị phạt uống. Nghe rõ không? Nghe rõ. Đút bánh cho nhau mà không dùng tay. Không dùng tay anh. Lại cầm trước đúng không? Lại cầm hả? Ừ. Nhớ không vậy? Đổi người làm. Chúc mừng đã vượt qua câu số 1, kể 5 tật xấu hoặc uống 2 ly. Tật xấu của anh là gì? Tật xấu của anh là anh ấy nóng tính. Không nghĩ được. Để anh ta thua. Em không thể vậy, suy nghĩ lâu lâu. Vậy anh uống. Em nghĩ chứ được. Ôi, vậy là anh thua đúng không? Chưa. 19/8. Nói nhiều, ngủ nhiều. Đi chơi tới phiên tới sáng rồi mới về. Rồi đâu nữa, thích ăn nhiều. Rồi tới em ha, đặc thấu của em là quạo hay la làng, ngủ hay ngủ nướng, hay hát trong nhà tắm một mình. Ba câu rồi đúng không anh? Và chết thù hai câu nữa. 19. Đi chơi phiên nhỏ mày mà đi chơi chơi ở đâu? Đi chơi phiên lúc rảnh. Đi cà phê với bạn hay về trễ bị mẹ la. Ba ghi đồ ngốc. Còn câu nữa. Chết em rồi. 3, 2, 1. Có hay được chơi với trai hả? Ủa. Dạ em uống hả? Tầm bế Hiếu và xì quát 10 cái. Tầm bế Hiếu và gì? Cho em hỏi lại được không ạ? Tầm bế Hiếu và xì quát 10 cái. Quát 10 cái hả? Quát 10 cái hả? Giờ em sẽ ép bé em lên. Em cứ thả lỏng người bình thường. Ok. Một. Điểm mà nhạc. 2, 3, 4. 5 cái hay được không? 5 cái hay được không? 5
6 7 8 9 10 Chị ok trời ngát quá. Hãy nói cảm nhận của mình sau khi được bế đi nào. Rất là feel, rất là đã. Khi lần đầu tiên có một anh đẹp trai bế mình. Xoa kem dưỡng da tay cho nhau. Trước giờ có ai thoa kem dưỡng cho em ngày chưa? Chưa, anh là lần đầu tiên luôn đó. Tay lạnh nhất vậy. Anh gọi là cái gì? Hồi hộp á. Anh lạnh gì đó. Đây để em tha cho anh nha. Tay anh cứng mà. Tay anh cứng hơn anh nữa đó. Cảm giác em đụng vào tay anh thôi như thế nào? Rất là ấm, rất là tự tin nha, không ngại. Thích không? Thích mà. Sau này muốn thôi cho anh không? Muốn thì để thời gian chứ, đúng không? Nhưng mà nó mới xài kem dưỡng. Thì có em thì em sẽ dưỡng cho anh. Ok không? Rồi. Thoa kem xong đã đỡ lạnh chưa nào? A hi hi. Đã là chị ưu. Cảm nhận của anh bây giờ là cái tay nó hơi gít gít. Khi mà em tha cho anh thì cảm giác em là một người cũng chăm sóc người yêu của mình, biết nhẹ nhàng, nói chung là biết chăm sóc cho đối phương. Còn em thì nó có cái gì là được gọi là quan tâm mình á, nên rất là tôn trọng khi ai đó cầm tay mình. Thể hiện hành động thân mật với người đối diện. Em làm trước chưa? Anh chấm ngồi lại nè. Ok. Nhảy sexy hoặc uống một ly. Em nhảy chưa nhỉ? Là nhảy với người đối phương mình hay là nhảy một mình hả? Đúng rồi a hi hi. Nhảy với người đối phương. Em nhảy trước chưa? Anh nhảy cho em nha. Em qua đây ngồi đi. Hồi trước giờ không có nhảy. Đợi tí mở nhạc. Đúng rồi. Hơi thiếu nhạc. Có nhạc máy phiêu nha. Yêu cầu bài gì không nè? Không. Bài gì cho sexy xíu được. Sung sung. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Nhảy chả sexy gì cả. Hiếu nhảy đi. Ok, để em nhảy cho anh nha. Cho em nhạc nha. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel. Ok, DJ. Có tiến bộ nhưng vẫn không sexy. Vậy là nhảy lại hả? Mỗi người uống một ly đi. Ok ok. Dạ. Nóng nóng rồi. Hết gung chưa? Chưa. Ngồi kế em vẫn còn rồi. Em bình thường mà. Em thẳng lắm. Em cứ tự tin lên. Quá trình tìm hiểu tương tác trong vòng 2 đã giúp Hiếu và Tâm có nhiều cảm xúc về nhau hơn và cũng đã có cảm tình với nhau hơn. Vậy quyết định họ đưa ra sẽ là gì? Họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi họ ở cấp độ ánh sáng cuối cùng của vòng 3. Các bạn đang đi tới vòng cuối của buổi hẹn hò ngày hôm nay với mức độ ánh sáng rực rỡ. Cảm xúc hiện tại của hai bạn như thế nào? Cảm xúc của em rất là vui và hào hứng và thoải mái khi chạm mặt anh thì em thấy rất là vui, anh rất là đẹp trai, phong độ. Nói chung là anh là người mà em tìm kiếm, còn anh? Thật sự là không ngoài dự đoán của anh là trong cái màn hình tối và bây giờ nó hiện ra cái màn hình sáng như này thì em rất là đẹp trai, với một sống mũi rất là cao, và bờ môi mọng. Còn hàm răng rất là đẹp, cái gương mặt rất là đúng gu của anh. Nói chung là
Dễ thương. Ok, cảm ơn anh. Cảm nhận thử bờ môi nào. Anh sợ nhé. The slow day, the calm and the night will unfold. I never thought that I would be traveling this road. Người đây nè. Cảm nhận anh như thế nào? Anh có nhìn nhát không? Không. Nhưng mà thấy anh còn nhát nhát vậy. Hơi ngại á. Em thẳng thắn lắm, đừng ngại. Má được. Em hôn anh đi. Hôn anh đi. Cả hai cùng chia sẻ về những điều sau đây. Kể cho người đối diện một điều mà bạn vừa gặp đã thích ở họ. Ấn tượng đầu tiên của anh á là về cái sống mũi, về cái khuôn mặt rất là đẹp. Làm cái điều đó anh cứ ấn tượng hoài. Cảm nhận của anh á khi mà nhìn em á vào ánh mắt của em thì hơi bị xỉn. Hơi bị xỉn. Còn em như thế nào? Còn em thì ấn tượng của anh là body, giọng nói chuyện rất là dễ thương và biết chủ động, ga lăng. Nếu được hát tặng đối phương một bài, bạn sẽ hát bài gì, chị gợi ý thôi nha. Anh hát đi, em không hát đâu. Anh biết hát, em có chuẩn bị không? Đâu, cái này là do thẩm thức mình thôi. Anh hát đi. Không, anh đâu chuẩn bị đâu. Hát hay không bằng hay hát. Thì Thâm xin tặng bạn Hiếu một bài hát hơi buồn, bài Cô đơn dành cho ai. Con tim em thấy lòng để niềm đau thấy bao mơ nồng, bước chân anh đi về chẳng còn ai mong. Được sớm mây ba năm dòng để giờ nghe tiếng em đi theo chồng, nước mắt hòa tiếng đau người đánh sau. Bao ngày trong mong ngóng đợi giờ về thì không ai chờ, giọt buồn rơi xuống đưa tay giấu đi vội vàng. Đem niềm tin ra phương xa gửi gắm người ở quê nhà, giờ về nơi đây em lấy vững cho người ta. Hay quá. Hay mà giấu kìa. Nói một câu thật lòng với nhau trước khi đưa ra quyết định. Nhìn thẳng vào mắt nhau và nói nhé. Thì thật sự á, anh cảm nhận đầu tiên về khi gặp em á, bề ngoài rất đẹp trai, đúng gu của anh. Khi mà nói chuyện với em á thì anh cảm giác là em cũng thân thiện, vui vẻ. Nếu mà có cơ hội làm bạn với em á thì anh cũng rất là vui. Sau này anh em mình có thể đi uống cà phê hoặc là đi chơi để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Em thì có ấn tượng với anh là nói chuyện rất là dễ thương, hợp tính em, ga lăng, phong độ, biết quan tâm cho người mình thích. Mời hai bạn đứng lên nào. Hãy nhìn thẳng vào mắt nhau 30 giây. Nếu có cảm tình với đối phương, hãy tiến lên phía trước lấy một bông hồng để tỏ tình. Anh tặng em. Cảm ơn anh. Em đồng ý. Em đồng ý tìm hiểu anh luôn. Hai bạn đã chính thức trở thành một đôi. Chúc hai bạn hạnh phúc.